Chào các bạn, mình là Đăng. Hôm nay mình làm clip này chủ yếu là để làm một clip đơn giản này để kỷ niệm 5 tháng mình chơi Bidermon. 5 tháng nhìn chung mà cũng khá là dài rồi, khá là lâu nhưng mà chưa có gì đặc sắc cho lắm. Nhưng mà mẹ mình dạy là cho nên là thỏa mãn những gì mình đang có. Thành ra mình thấy những gì mình đang có giờ mình thấy rất là thỏa mãn. Thì chủ yếu clip này mình chỉ làm để kỷ niệm gì thôi. Thì mình sẽ đem 5 con Phoenix này ra để bắn. Cũng lâu rồi không động tới. Nhiều bạn nghĩ những con này nghĩ là cưng lắm, mua về chỉ để trưng chứ không thể bắn, chứ không bắn. Đó thật ra là cũng suy nghĩ là sai lầm rồi nha. Mình mua về mình bắn cũng nhiều lắm á, tại chẳng qua là không có quay clip lại thôi. Thì cũng giới thiệu sơ qua là với một số bạn chưa có rõ. Thì đây, đầu tiên là Fighting Phoenix. Con này thuộc dòng OS. Mua khi mà mua cái hộp, cái bóc con này thì nó sẽ có kèm luôn cả giáp OS và Power Wing. Con này là con hàng của Takara đầu tiên mình có. Con Phoenix đầu tiên luôn. Con này ý nghĩa rất là nhiều đối với mình. Tiếp theo là con Battle Phoenix. Con này là thuộc dòng BI. Dòng tiếp theo của này là một phiên bản nâng cấp của Fighting Phoenix. Mình sẽ không làm review mấy con này, tại vì review thì anh Linh có làm rồi, cho nên các bạn có thể vào channel của anh Linh để mà xem. Con này có thể là trong nhóm là nhiều người sở hữu, cho nên là chắc cũng biết rõ về nó rồi. Tiếp theo là con Combat Phoenix và Mega Cannon Wings. Cái cặp cánh này chỉ là hàng phay thôi, hàng của Homely. Nên mình chủ yếu là để trưng cho nên là không có mua hàng của Nhật. Hàng của Nhật giá thì nó cao, cũng không có cần thiết lắm, cho nên là trưng thì chỉ mua hàng của Homely thôi. Giá cũng trung bình thôi. Con này thôi dòng BIS, dòng tiếp theo của dòng PI. Còn trên đây là con Garden Phoenix thuộc dòng dòng R Unit, dòng tiếp theo của BIS. Này là con mình thích nhất đây, nó rất là đẹp. Và cuối cùng Vanguard Phoenix. Đây là con Phoenix cuối cùng của Tamago xuất hiện trong bộ truyện Super Bineman. Đây là Buster Cannon Arms. Cái cặp tay này là phải mua riêng chứ không phải là đi chung với con này trong hộp luôn. Giá con này thì mấy bạn mới thì sẽ không biết. Giá con này nhưng mà mua hàng mới thì nó rất là mắc, giá cao khủng khiếp, không ai mà ngờ tới món đồ chơi giá cao tới vậy. Mình thật sự sở hữu được nó mình cũng không nghĩ là có ngày là cầm nó trên tay như vậy, khá là hạnh phúc. Bây giờ thì mình sẽ bắn từng con cho các bạn xem. Đầu tiên là Fighting Phoenix. Cánh mình để ở mức 3, mức cao nhất. Rất mạnh. Lâu rồi con bắn lại con này. Thực sự là những con Bineman mà
mang hình dáng Phoenix con nào bắn cũng sướng hết. Bắn vừa đủ. Tiếp theo là Battle Phoenix. Tháo con nắp kìa các bạn. Con này mình sẽ lắp thêm magazine vào để bắn cho nó tiện hơn. Bắn con này mạnh hơn Fighting Phoenix. Mì này nó hơi méo cho nên là bắn mạnh quá. Mình khuyên các bạn khi mà mua Battle Phoenix thì nếu mà muốn bắn lâu dài á, thì nên mua mấy cái bát hỗ trợ cho nó, như là phần lò xo đệm ở đây và cái phần trigger medal. Thì con này nói chung là rất là dễ hư hỏng, và khuyên các bạn nên bắn những viên bi của Takara hoặc là bi Việt Nam nhưng mà kích cỡ thì tương đương, để nói chung là để bảo quản tốt hơn. Nếu khi bi to quá thì có thể dễ hư cái phần bánh xe, hư trigger, hư nhiều thứ lắm, cho nên là cẩn thận chút xíu, giữ gìn các bạn. Xếp lại cái này. Tiếp theo là Combat Phoenix. Đối với con này thì mình sẽ dùng những viên bi nhỏ hơn, tại vì mình sợ bắn viên bi kích cỡ chuẩn thì cái phần chịu lực, cái phần ép ngàm của cái cánh này sẽ chịu không nổi và sẽ gãy. Rất là cứng. Đây là bi nha, các bạn lưu ý là bi này là bi nhỏ thôi chứ chưa phải là bi cỡ chuẩn, mà nó cứng vậy rồi. Mạnh khủng khiếp các bạn. Mình bắn thêm 2 phát nữa sẽ dừng. Sợ gãy lắm.
Tiếp theo là Garden Phoenix. Con này mình có thể dùng bi bình thường, bi cỡ chuẩn. Con này có thể lắp thêm magazine. Đó là lý do tại sao nhiều bạn lại thích con này. Và cuối cùng là Vanguard Phoenix. Bây giờ mình sẽ ép ngàm. Như là đã xong. Đây, nhìn lại toàn bộ những con Phoenix mình có. Và cũng hy vọng là cái clip này sẽ giúp ích được cho các bạn chọn một con Phoenix ưng ý nhất. Một số bạn thì nói chung là thích những con Binaman của dòng Super Binaman ngày xưa. Mấy nó là cuồng. Cuồng luôn á, chứ không phải là còn thích bình thường nữa. Cho nên là không có chú ý đến những con Binaman của những cái dòng phim sau. Thì mình nói chung là gặp những bạn thành viên mới cũng có
khuyên các bạn là cũng nên tìm hiểu qua các dòng khác, tại vì dòng nào thì phim nào cũng có những cái đặc điểm riêng, hay riêng của nó, không nên là cứ nhắm vô cái phim Tang Bị Cửa Phách này. Thì clip mình tới đây thôi, thì chỉ làm đơn giản vậy thôi đó, bởi vì không có suốt thời gian qua thì cũng không có gì nổi bật nổi trội cho lắm. Thì kỷ niệm được 5 tháng chơi thì chỉ làm được clip đơn giản vậy thôi. Thì hy vọng là trong thời gian tới sẽ có nhiều cái hay hơn, mới mẻ hơn, thì cũng cố gắng giúp đỡ các bạn thành viên mới nhiều hơn. Cũng cảm ơn các bạn, một số bạn thì suốt thời gian qua chung là cũng tin tưởng ủng hộ mình nhiều chuyện, tin tưởng hỏi mình, hỏi tin tưởng như là hỏi về thông tin của Binaman. Mình những thông tin mình cung cấp cho các bạn thì thật sự cũng do kinh nghiệm mình chơi thôi. Các bạn nghe được, chấp nhận được, tin tưởng do đó thì mình cũng cảm ơn nhiều. Thì mình sẽ cũng cần các bạn giúp đỡ nhiều. Rồi tới đây thôi, thì hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Chào.